Cuối tuần qua, chất lượng không khí tại thủ đô Hà Nội đã được cải thiện. Dự báo trong ngày hôm nay, ngày 23 tháng 12, chất lượng không khí tại thủ đô sẽ tiếp tục có nhiều chuyển biến tốt. Sáng 22 tháng 12, chỉ số chất lượng không khí tại 10 điểm quan trắc trên địa bàn thủ đô Hà Nội đã chuyển màu vàng xanh, mức đã cải thiện đáng kể so với vài ngày trước đó. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào ngày 23 tháng 12 ở thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Do đó, chất lượng không khí sẽ tiếp tục được chuyển biến tốt. Người dân không còn bị ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội cho biết dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tí 2020 thì các đơn vị vận tải sẽ bố trí thêm 65 xe buýt dự phòng tăng cường với 130 lượt xe mỗi ngày. Xe tăng cường sẽ phục vụ trên các tuyến như khu vực bến xe, nhà ga, cảng hàng không và các điểm trung chuyển xe buýt như Long Biên, Cầu Giấy, Quảng Quốc Việt. Việc tăng xe buýt phục vụ cao điểm Tết được triển khai nhằm kịp thời giải tỏa lượng khách khi có sự gia tăng đột biến.